Xin chào tất cả các bác anh chị, quay lại với Nông Dân Tây Nguyên TV nha. Lại là Nông Dân Tây Nguyên đây các bác anh chị ơi. Thì vẫn đang tiếp tục công việc hàng ngày của mình là nông nghiệp và đang hái tiêu các anh chị. Hái thì cũng gần xong rồi. Thì hôm nay có chú hàng xóm bên kia thì có mấy cái sầu riêng già, và hầu hết là cái sầu riêng đó là gần như là có mặt ở tại khu vực nơi em ở đây là gần như là đầu tiên. Còn nơi khác thì không nói nhá. Thì xem mấy cái riêng già đó thì nó ra hoa và cái sầu riêng già nó như thế nào. Sẵn đây thì cũng chia sẻ luôn các bác chị cùng thăm lại vườn nhà ông già của em. Thì phía trên trước đã tập chia sẻ một tập phim thì cái sầu riêng nó đã ra mắt cua nhiều đều, thì hôm nay các bác chị cùng thăm lại xem cái mắt cua nó ra như thế nào rồi và cái sản lượng bông nó có đạt không, có đẹp không. Thì mời các anh chị cùng đồng hành nhé. Thì bây giờ trước tiên thì mời các bác chị cùng sang thăm cái sầu riêng nhà chú hàng xóm mà có mấy cái sầu riêng lớn lớn tuổi già tuổi thì xem như thế nào. Đồng hành cùng Nông Dân Tây Nguyên TV nhé. Đây nhà nhà chú hàng xóm nha các bác anh chị, đi đi hái tiêu rồi, cái bên này đi thăm vườn sầu riêng nên là mình cũng sang tham quan học hỏi thì coi nào. Chó đứng đây ai dám qua? Cắn đây. Ôi, cây nhỏ. Bước vào cây nhỏ nhỏ này mà hoa đầy. Cái này cái năm nay cũng để trái luôn rồi chú em. Đây. Cây này mới 5 tuổi rồi đây. Cây này 3 năm bắt đầu để bông cho nó quen. Đậu được rồi nó quen. Cây này sầu riêng lớn à? Trong vườn này được bao nhiêu cây? Nói chứ 1000 cây đi cho nó. Ô, cái này bị xì mù hay gì rồi này? Đây các bạn chị, cây này cũng bị xì mù rồi. Em cạo sạch rồi bôi bên ngoài này. Cạo sạch chứ. Nó có da bên trong rồi kìa. Còn 5 cây này thu được bao nhiêu chú Ân? 8 tạ. Đây trong vườn được mấy cây già? 2 cây thôi. Đây kia có cây già nữa các bạn chị. Xem cây già này có hoa nhiều không nào. Cà phê thì vừa rồi đã tưới, bây giờ bông nó héo rồi các bác chị. Đấy, bông các bác chị này. Cần nhỏ nhỏ ra đầy luôn này. Góc trên kia. Những cây to là cái tán nó rộng, nó phủ ra khắp nơi nữa. Là cái đường trái nó được đạt nhiều hơn. Đây, những cái cần to như này. Đấy, cần to như thế mà trái bông không các bác chị. Đây, ra ngoài này luôn này. Đây là những cây to mà làm mà đạt rất hiệu quả luôn nhá. Đấy, cây này vẫn bị xì mù, xì mù nhiều nhá. Hầu hết những cái mắt mà mấy lần nó bị xì mù. Đây, dưới này bị xì mù này. Nhưng ông chú này ông không cạo ra sạch bên ngoài bôi thuốc. Để cả vỏ bôi thuốc luôn. Đây, phía bên này của anh chị. Đấy. Mắt cua khắp nơi luôn. Đi lên phía trên này con thấy cây này. Hầu hết các cái mặt sầu riêng phía bên hướng gió là toàn bị táp gió không anh chị. Đây. Cái phía trên này. Đấy, những cành to này, hoa này. Những cành to như này hoa mới đạt nha các chị. Ôi. Trong cái vườn tiêu mà tiêu bây giờ nó cũng chết rồi nữa đâu. Xen một mớ sầu riêng luôn. Đây. Số sầu riêng 2-3 năm. 2 năm tuổi hết. Đây, cây nhỏ này. Nhìn, các bạn chị thấy không? Toàn là những hướng gió này là bị táp nhá. Bị lép hết phía hướng gió không? Đây. Đấy, đánh cho tạ tới cái đọt phía trên luôn. Đây, cái này trước kia nó cũng bị gãy đọt. Bắt đầu là nuôi đọt mới lên. Nó không đều tản. Chân dây này. Đấy, trái đung đưa. Chân dây bây giờ lên 90.000 thì ký rồi.
Đấy, sau khi sang tham quan cái vườn sầu riêng của chú hàng xóm thì thăm hai cái cây sầu riêng lớn các bác chị. Sầu riêng đó chắc là thuộc là sầu riêng có mặt ở tại thôn khu vực nơi em ở đây là chắc gần như đầu tiên đấy. Đây nó già mà bông vẫn nhiều nhá. Còn bây giờ thì mời các anh chị cùng thăm lại cái vườn sầu riêng của nhà ông già. Đấy, những cây sầu riêng cành to, hoa đều các bác chị, hoa nhiều chưa? Đây, những bông lá này. Bông lá thì bỏ đi. Đấy, bông lá này nó hút chất dinh dưỡng cực kỳ mạnh luôn nhá. Đây các bác chị nhìn thấy không? Dàn bông này, cành to chạy đều nhá. Đấy, phía trên này. Cái vườn này là ra hoa tương đối đạt nhá. Hạm nước sau cùng. Đấy, mặt bên này gió nó bị tát đấy các bác chị. Đấy. Thì sẵn đi chia sẻ cho các chị xem mà hết vườn rồi nhé. Đây, cây này này, cây này cũng hoa cũng nhiều này. Phía trên này đấy, lượng hoa là cũng tương đối các bác chị. Đây mấy cái trên này, trên là mọi năm là rụng hết. Năm nay thì chưa biết thế nào nhưng mà lượng bông thì tương đối đạt luôn. Đấy. Đấy. Đấy, những cành to các bạn chị. Cành to bông đầy luôn. Đấy. Cái này thì tha hồ mà vặt tuyệt lựa luôn nha các bạn chị. Đấy, bên trên. Đấy, tương đối hoa đều. Nhiều. Đây, này. Đấy. Trên này. Chạy đều luôn. Rồi, đi vô trong mấy cây trong này được rồi. Bây giờ cũng đã nhấp nước được hai lần rồi. Đây nó khi hoa nó đã được đủ nước của nó thì bắt đầu là nó phát triển, nó kéo chuỗi dài. Đây, cây này nhỏ bằng hoa cũng có hoa đầy luôn. Đây, cây này mọi năm thì cũng có được một số trái nhưng nó còn bị bể gai trái hết. Đấy, có chị nhìn thấy không, hoa khép chưa. Đây. Đấy. Phía trên. Đấy, vườn mà cứ nở hoa đặt như thế này thì mình tiện chọn nó chị. Nhấp nước vào bây giờ cái bông nó ra, cái đọt nó kéo ra cửa này các bạn chị. Đọt nó ra cửa này thì mình kéo luôn là được cặp thêm cặp lá luôn. Vừa đẹp luôn. Yeah. Cái bên này cũng thế này. Đấy. Hoa ra chi chít luôn. Trên kìa. Đấy, lượng hoa quá đạt luôn. Cái này thấy ít này. Cái này phía ngoài. Phía trong ít. Cái bên kia này. Chảy tốt to rồi nhá. Đấy. Trên này cũng một số 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 cây, 13 14 cây gì ạ. Đây. Đấy, lượng hoa đấy. Thời gian nữa bắt đầu là sẽ tuyển bông. Rồi chia sẻ cho các anh chị từng giai đoạn một cái sự khác biệt thay đổi của cái vườn sầu riêng. Đây có cái cây phía dưới này. Cây phía dưới là cây này trước là ra trái nhiều nhất. Nhưng mà sau nó rụng cũng gần hết luôn. Làm chưa có kỹ thuật nên là mình cũng chưa nắm được kỹ thuật nên toàn là
Đấy, cây đó đẹp này. Đấy, cây này các anh chị. Cây này là đẹp tán nhất nhất vườn này. Trái bông năm ngoái, trái năm ngoái nhiều. Năm nay thì bông cũng nhiều, nhưng mà không biết là có đạt hay không. Đấy, đọt này. Đi đọt tầm này thì đúng bài của nó luôn. Đây, đường hoa này. Thấy chưa? Cành nào cũng hoa nhiều hết nhá. Đấy. Đấy, hoa này. Phía trên này. Đấy, hầu hết nói chung cành nào cũng có, cành nào cũng có hoa hết. Rồi bây giờ ăn nhau là có giữ được cái lượng trái sau này được bao nhiêu thôi. Còn cái cây bộ lá thì tương đối rồi, đẹp rồi. Hy vọng là năm nay sẽ giữ được nhiều trái để kiếm thêm phần thu nhập, bù lại công sức chăm sóc nhé. Năm ngoái là vườn trên này nói chung cũng thất bại rồi, được một số trái nhưng mà bị nứt gai, bán được giá rẻ. Còn năm nay thì không biết thế nào. Nhưng vườn trên này vẫn ra hoa nhiều hơn của nhà vườn dưới nhá, vườn em dưới. Hoa cành nhỏ hơn. Hoa ra phía dưới, phía trên thì có ít chưa đều. Còn không biết sau này giữ được lượng trái được bao nhiêu như nào thì không biết. Thì sẽ chia sẻ tiếp cho các quả anh chị cùng xem. Đấy, dưới này thì em ép nước trước này các bạn chị. Ép nước trước nên là nó ra hoa vẫn trước này, có một số hoa là mập to hơn ở trên rồi. Đấy. Nhưng mà cành hơi nhỏ. Hoa thì vừa rồi cũng đã tuyển bớt một số hoa là nó to em bỏ đi. Thì lấy lại cái số hoa gần đồng đều nhau để chăm sóc. Đấy, cũng đã tuyển lựa bông này. Thấy không? Tuyển lựa bông rồi. Đấy, cái số trên này. Thì như mấy cây này thì cũng tạm ổn. Đấy, tuyển lựa bớt rồi. Sau này nó sẽ ra thì mình sẽ tuyển lựa tiếp. Đấy, cái dàn lá thì tạm ổn. Đây. Thêm trước mấy cái bông hoa to ra cũng đã vặt bớt rồi. Đấy. Còn số nhỏ phía trên thì sau này nó ra nó đuổi kịp mấy thằng giới này thì mình sẽ tiếp tục tuyển tiếp. Bây giờ từng giai đoạn một thôi. Chứ việc chưa có kinh nghiệm lắm các bạn chị. Chỉ có làm rồi quay cái cuộc sống thực tế hàng ngày mình làm những gì để chia sẻ cho các anh chị cùng xem giải trí thôi. Nên là rất mong các bác anh chị khi xem video thì ủng hộ cho em trai bằng một vật tương tác, chia sẻ, đăng ký và chia sẻ những kinh nghiệm của các anh chị đúc rút được lên cùng nhau, bà con nông dân cùng nhau học hỏi kinh nghiệm. Rồi em cũng xin phép kết thúc video tại đây nhé. Nếu thích video ủng hộ em trai với nha, em chào cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bác anh chị ở các tập tiếp theo nha. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nắng gió Tây Nguyên TV xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công.